Tài xế dở thói côn đồ sau va chạm giao thông ở Tân Bình. Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu 5 công nhân nghi ngộ độc hóa chất. Vụ nhánh cây lớn gãy ở thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định. Khởi tố tài xế xe đầu kéo tông vào nhà dân làm 3 người tử vong ở Đắk Nông. Sạt lở đất vùi lấp homestay ở Sơn La, một phụ nữ tử vong, 2 người bị thương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ô tô bị tấn công khi di chuyển trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 8 trên đường Cộng Hòa, đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình. Anh LBTN, 39 tuổi, ngụ quận 10 cho biết khoảng 19 giờ cùng ngày anh chạy ô tô trên đường Cộng Hòa hướng vòng xoay Lăng Cha Cả đi ngã tư An Sương. Khi gần đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, một ô tô khác tông vào hông của xe anh. Thời điểm trên cả hai dừng xe xuống nói chuyện, người đàn ông điều khiển ô tô nói trên liên tục chửi bới rồi bất ngờ lao vào tấn công anh N. Người này lên xe rời đi ngay sau đó. Theo anh N, anh bị tác động vào mắt, tai và sau gáy. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên xe quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông trong clip. Anh N cũng đến công an trình báo ngay sau đó. Cơ quan chức năng phường 12 đã tiếp nhận thông tin, vụ việc đang được xác minh làm rõ. Ngày 10 tháng 8, Bệnh viện huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 5 trường hợp nghi ngộ độc. Tất cả nạn nhân là công nhân của một công ty ở huyện Bình Chánh gặp nạn khi đang vận chuyển hóa chất. Theo bác sĩ Võ Ngọc Cường, giám đốc bệnh viện huyện Bình Chánh, bác sĩ cho biết, vào lúc 17 giờ ngày 9 tháng 8, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân với các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc hóa chất. Trong số đó, nạn nhân NVLE 31 tuổi bị hôn mê, nồng độ oxy máu chỉ 40%. Nạn nhân BNH 26 tuổi bị co giật, nồng độ oxy máu 80%. Nạn nhân NTS 24 tuổi bị co giật, nồng độ oxy máu 85%. Còn hai nạn nhân VHK 19 tuổi và NCG 50 tuổi bị khó thở. Các nạn nhân đều là công nhân khuôn vác của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và kỹ thuật Trương Nguyệt, địa chỉ số 339 ấp 4, đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trước đó, từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, những công nhân này đang bốc xếp các kiện hàng hóa chất là bột xử lý nước PAC, một loại hóa chất trợ lắng được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt, thì ngửi thấy có mùi lạ gây đau đầu. Sau đó các nạn nhân bị khó thở và được đưa đến bệnh viện huyện Bình Chánh. Bác sĩ chẩn đoán các nạn nhân bị suy hô hấp cấp, ngộ độc chất vô cơ, theo dõi ngộ độc polyaluminium chloride PAC. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đặt nội khí quản thở máy cho 3 nạn nhân bị nặng, 2 nạn nhân nhẹ hơn được thở oxy qua mặt nạ. Xử trí cấp cứu xong, Bệnh viện huyện Bình Chánh chuyển các nạn nhân lên các bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu. 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, có 2 người được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương và 1 nạn nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Hiện các nạn nhân đang được điều trị tích cực. Liên quan đến vụ việc nhánh cây bị gãy đổ ở công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. Sáng ngày 10 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sức khỏe của 3 nạn nhân đã ổn định, tiếp tục được chăm sóc tích cực và theo dõi sát sao. Trong số đó, nạn nhân TTKP nữ 67 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng, đã được xử trí cố định cột sống thắt lưng và các biện pháp sơ cấp cứu khác. Hiện tại tình trạng nạn nhân ổn định, được điều trị nội khoa và theo dõi tiếp. Trường hợp thứ hai là ông LNS 62 tuổi, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng vết thương lún sọ, tụ màng cứng trán phải, dập não xuất huyết bán cầu phải, gãy dập đốt sống cổ. Các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu ngoại thần kinh, cố định đốt sống cổ. Một ngày sau mổ, nạn nhân được chụp CT, kiểm tra thì phần máu tụ màng cứng trán phải đã được lấy hết. Phần dập bán cầu phải đã khu trú lại. Nạn nhân tiếp tục được chăm sóc tích cực. Đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 là nạn nhân QKX, nữ 69 tuổi, được theo dõi chấn thương vai trái, chấn thương đốt sống cổ C1, điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Sáng 10 tháng 8, nạn nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vẫn còn đau cổ vai trái, đau lưng giảm, tình trạng tạm ổn và tiếp tục được theo dõi sát. Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Nhân dân 115
và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp tục tập trung theo dõi, cứu chữa các nạn nhân. Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 9 tháng 8, một nhánh cây to bất ngờ gãy và rơi xuống khu vực công viên Tao Đàn, phía cổng đường Huyền Trân Công Chúa. Lúc này, một số người đang tập thể dục bên phía dưới bị nhánh cây đè trúng. Vụ việc khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương phải nhập viện. Ngày 10 tháng 8, Công an huyện Đắk Mìn thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, quê Nghệ An, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, người này đã lái xe đầu kéo tông vào một loạt nhà dân khiến 3 người tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút ngày 25 tháng 7. Tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H05881 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đi thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Khi chạy đến thôn 11, xã Đắk Rơ La, huyện Đắk Mìn, xe của Nghĩa bất ngờ tông vào đuôi xe container mang biển kiểm soát 50H45000. Do anh Nguyễn Sĩ Trưởng sinh năm 1991, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An điều khiển. Sau đó, xe của Nghĩa bị mất lái, lao thẳng vào 6 nhà dân phía bên phải đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, 6 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiệt hại. Dữ liệu từ Cục Đường Bộ cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Nghĩa lái có vận tốc 84 km/h, trong khi đoạn đường này cho phép chạy tốc độ 60 km/h. Sáng sớm ngày 10 tháng 8, trên địa bàn xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp một homestay khiến 4 người thương vong. Được biết homestay có tên Mando, địa chỉ tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4-5 giờ sáng ngày 10 tháng 8. Vào thời điểm này, đất đá từ trên đỉnh núi tràn xuống, vùi lấp toàn bộ homestay phía dưới. Vụ việc khiến chị DHG sinh năm 1992, vợ của chủ homestay tử vong. 2 người khác bị thương, gồm chủ homestay và con của người này. Nạn nhân bị vùi lấp hiện đã tìm thấy và được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên. Huyện Bắc Yên cũng đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn, thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Lãnh đạo huyện Bắc Yên cho biết, những ngày gần đây, trước diễn biến mưa lớn có nguy cơ sạt lở ở các vùng núi, huyện đã tuyên truyền cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Thậm chí cả ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của huyện đã lên làm việc, yêu cầu chủ homestay ký cam kết không lưu trú trong cơ sở nhưng vẫn cố tình ngủ lại. Ngày 10 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận một vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn huyện từ trưa ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày 10 tháng 8. Mặc dù ngay sau khi nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện đã huy động hàng trăm người tập trung các giải pháp để khống chế, thế nhưng hỏa hoạn vẫn chưa được dập tắt. Theo đó, vụ cháy xảy ra tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vào khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 8. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch cho hay, trong tối 9 tháng 8, lực lượng chức năng đã tạo đường băng cản lửa, nhưng do trời hanh khô, gió to nên lửa tiếp tục bùng phát. Ủy ban Nhân dân huyện đang huy động tất cả lực lượng để tiếp tục chữa cháy. Được biết, từ khi xảy ra hỏa hoạn, hơn 450 người đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Các lực lượng này bao gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân. Đám cháy xảy ra ở khu vực địa hình vách núi cao, đường cơ động khó khăn, gió thổi mạnh, trời nắng nóng nên việc tiếp cận rất khó khăn. Mới đây, Công an huyện Vĩnh Lộc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các xã Tế Nông, Tân Phúc, huyện Nông Cống đột kích bắt quả tang 2 cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán các loại sản phẩm nước giặt giả thương hiệu Omo. Trước đó, Công an huyện Vĩnh Lộc phát hiện trên sàn thương mại điện tử Shopee có kẻ nghi vấn bán nước giặt Omo giả. Sau thời gian theo dõi, ngày 8 tháng 8, hai tổ trinh sát Công an huyện Vĩnh Lộc đột kích vào tổng kho Đông Hưng của Lê Tuấn Thành, sinh năm 1995, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, và cơ sở sản xuất do Lê Hạ Tuấn, sinh năm 1995, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống làm chủ. Tại tổng kho Đông Hưng, cảnh sát thu giữ 182 thùng nước giặt giả thương hiệu Omo, một máy vi tính, một máy tạo đơn hàng, 110 kg thùng bìa cắt tông không có nhãn mác. Tại cơ sở sản xuất của Lê Hà Tuấn, tổ công tác đã thu giữ 433 thùng nước giặt giả nhãn hiệu Omo, 2 bình chiết xuất, 540 kg thùng bìa cắt tông in nhãn hiệu Omo, một máy trộn, 20 bao hóa chất và muối lạnh, 600 lít nước giặt thành phẩm chưa kịp đóng chai, 47 thùng nước rửa chén giả nhãn hiệu Sunlight. Bước đầu, cảnh sát xác định Lê Hà Tuấn chuyên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nhãn hàng Omo, còn Lê Tuấn Thành là người mua các sản phẩm nước giặt của Tuấn rồi rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Tuấn khai nhận công thức sản xuất do anh ta tự học trên mạng. Sau khi học xong, Tuấn mua các loại hóa chất rồi thuê nhân công pha chế, in ấn bao bì giả thương hiệu nhãn hàng Omo để sang chiết, đóng gói, cung cấp cho những người chuyên bán hàng qua mạng.
Với phương thức này, hàng tháng những người liên quan đã bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng Omo, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cảnh sát đã tạm giữ hình sự Lê Hà Tuấn và Lê Tuấn Thành để tiếp tục điều tra. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp bình dị hiền hòa của làng quê Hội An vào mùa gặt hái, thành phố Hội An phối hợp cùng Arapesqui Việt Nam lần đầu tiên tổ chức vở diễn Rơm trên cánh đồng lúa chín thông qua âm nhạc dân gian kết hợp cùng nghệ thuật múa đương đại đẳng cấp quốc tế dưới bàn tay giàn dựng của đạo diễn giám đốc nghệ thuật Nguyễn Tấn Lộc và giám đốc âm nhạc Đức Trí. Hội An từ lâu đã được du khách bốn phương biết đến với đêm rằm phố cổ, chùa cầu, bãi biển, rừng dừa. Bằng vở diễn Rơm, lần đầu tiên du khách sẽ được say lòng với cảnh sắc làng quê, cánh đồng lúa chín, được cảm nhận đầy đủ hương vị, sắc màu và không khí của mùa gặt hái, ngay trên cánh đồng bát ngát Hội An, nơi ánh hoàng hôn thấm đẫm phong cảnh trong một sắc vàng ấm áp. Giữa nhịp điệu đều đặn của việc trồng trọt và thu hoạch, Rơm sẽ giản dị hiện lên như một biểu tượng của sự kiên cường, sáng tạo và bền vững của làng quê Hội An. Rơm kể về tình cảm bình dị và chân chất của gia đình nông dân Việt Nam. Ụ rơm mộc mạc quen thuộc chính là một chứng nhân quan trọng bên cạnh ngôi nhà. Kể từ ngày ông bà còn trẻ, quen nhau, cưới nhau rồi sinh con, đến khi những đứa trẻ chào đời và trải qua thời thơ ấu chơi đùa tinh nghịch dưới những ụ rơm. Theo thời gian, những đứa trẻ lớn lên, ông bà lại ra ngồi dưới ụ rơm, tính chuyện dựng vợ cả chồng cho chúng. Cứ thế, từng thế hệ rời đi, ụ rơm vẫn đứng đấy như là chứng nhân của tình cảm gắn kết gia đình. Ụ rơm có lúc vơi lúc đầy, cũng như tình cảm lúc sâu lắng lúc đầy vơi. Arabesque lần đầu tiên giới thiệu hình thức kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại và thiên nhiên đến với thành phố Hội An. Đây vốn là hình thức biểu diễn kết hợp ngôn ngữ múa với không gian ngoài trời, âm thanh bối cảnh rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các thành phố văn hóa và du lịch. Với lòng yêu mến Hội An cùng kinh nghiệm biên đạo đẳng cấp quốc tế, biên đạo Nguyễn Tấn Lộc sẽ mang đến một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng cho làng quê Hội An. Rơm chính là một dấu ấn của Arabesque trong hành trình xây dựng tình yêu nghệ thuật múa, với khát vọng mang múa Việt Nam và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Rơm còn là nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An nhằm xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch, trong đó chú trọng việc phát huy và sáng tạo các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chủ trương quan tâm thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, lựa chọn sự phát triển bền vững, coi trọng các giá trị sinh thái và nhân văn, tạo cơ hội và ươm mầm cho các giá trị sáng tạo mới trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của Hội An, qua đó khẳng định và phát huy danh hiệu Hội An, thành phố sáng tạo của UNESCO. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An bày tỏ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An trân trọng lòng yêu mến và tâm huyết của Arabesque Việt Nam khi mang một sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo đến với Hội An. Thông qua vở diễn Rơm, ông hy vọng du khách sẽ được thưởng thức nét đẹp mộc mạc của xóm làng nông thôn, cánh đồng mùa gặt và sản phẩm thủ công từ Rơm. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố Hội An mang Rơm đến với các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đỉnh cao đẳng cấp quốc tế đến với thành phố Hội An. Vở diễn múa đương đại Rơm sẽ được kết hợp với chất liệu Rơm, múa đương đại, trống, nhạc cụ dân tộc, nhạc công biểu diễn trực tiếp cùng diễn viên múa. Thời lượng chương trình là 60 phút một suất diễn và diễn ra trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25 tháng 8 năm 2024. Vào lúc mặt trời lặn, dự kiến từ 17:30 đến 18:30. Địa điểm diễn là cánh đồng trái tim lúa Hội An, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An. Sau một thời gian khá dài chuẩn bị, mới đây vở opera La Traviata đã chính thức ra mắt khán giả tại nhà hát Hồ Gươm. Đây là một trong những vở opera được trình diễn nhiều nhất trên thế giới hàng trăm năm qua do nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi viết dựa trên nội dung tiểu thuyết lừng danh Chào Hoa Nữ của Alexander Dumas. Trong đêm công diễn La Traviata, các nghệ sĩ đưa khán giả ngược trở lại Paris, Pháp vào thế kỷ thứ 19. Nàng Violetta, một phụ nữ xinh đẹp, bị hoàn cảnh xô đẩy trở thành kỹ nữ hạng sang. Giữa thời điểm Violetta tưởng chừng bị nhấn chìm bởi cuộc sống xa hoa của đời kỹ nữ, thì cô gặp được Alfredo, một quý tộc trẻ và đầy nhiệt huyết. Tình yêu sét đánh, Violetta và Alfredo từ bỏ sự phù hoa của kinh thành, trốn về nông thôn, sống cuộc sống bình yên và hài lòng với sự đơn giản, nhưng chất chứa niềm hạnh phúc lứa đôi. Nhưng vì đời sống khó khăn, Alfredo phải tạm xa căn nhà tình yêu, trở lại Paris để kiếm tiền. Giorgio Giomong, cha của Alfredo, đến gặp Violetta, sỉ nhục nàng và cho rằng một kỹ nữ hàng sang đã sa ngã thì không đáng được hưởng yêu thương và hạnh phúc. Bé bàng, cô đơn và sợ hãi, Violetta trở lại Paris. Alfredo vỡ mộng về tình yêu vì ngỡ bị Violetta phản bội vì nàng mê đắm đời sống cũ. Bi kịch nối tiếp bi kịch, không chỉ riêng nhân vật kỹ nữ mới vùng vẫy trong tuyệt vọng mà gần như tất cả các nhân vật đều khổ đau bởi những vướng mắc
mà thói đời, những định kiến nhân danh đạo đức như mạng lưới chẳng chịt có khi được răng mắc bởi chính họ. Cái chết của người kỹ nữ với căn bệnh nani của thời ấy, bệnh lao phổi, không chỉ là kết cục bi thảm cho riêng mình cô. Alfredo cay đắng nhận ra sự thật về người con gái mà anh yêu, Giorgio trầm mong đau khổ. Chia sẻ về tác phẩm và vai diễn nàng Violetta, nữ nghệ sĩ Đào Tố Loan, người đảm nhận vai nữ chính Violetta cho biết, La Traviata là một tác phẩm đặc sắc với nhiều phân đoạn hay xuyên suốt từ đầu đến cuối, khiến Violetta và Alfredo trở thành biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu nhưng cũng đầy bi kịch. Vở opera La Traviata do Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Hồ Gươm phối hợp tổ chức. Đây cũng là một trong những sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm một năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm. Tác phẩm được dàn dựng bởi hai đạo diễn opera nổi tiếng đến từ châu Âu, Beverly Blankenship và Rebecca Blankenship, nhạc trưởng người Nhật Bản Kotaro Kimura, chỉ huy dàn nhạc. La Traviata được công diễn với sự tham gia của 60 nghệ sĩ hát múa, 60 nghệ sĩ của dàn nhạc, trong đó có nhiều gương mặt tài năng của Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Huy Đức, Đào Tố Loan, Lan Nhung, Trường Linh, Thanh Bình. Trong đó, dòng ca Đào Tố Loan đảm nhận vai nữ chính, nàng Violetta. Sau thành công của đêm đầu tiên, La Traviata sẽ tiếp tục được biểu diễn phục vụ khán giả vào tối mùng 10 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.